Thưa quý vị, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021 đã được công bố trong tuần qua. Tỉnh Bình Dương tiếp tục được xếp hạng nằm trong nhóm top, chứng tỏ địa phương vẫn là điểm đến hấp dẫn và tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Năm 2021, Bình Dương là tỉnh nằm trong tâm điểm của dịch bệnh COVID-19. Tỉnh đã triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh, gắn với việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp. Giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư và doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và hợp tác đầu tư, không làm đứt gãy chuỗi sản xuất. Chính vì vậy, khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2021, Bình Dương tiếp tục ghi nhận sự đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Các chỉ số về tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đều cải thiện tăng điểm. Trong danh sách 10 tỉnh thành phố top đầu về PCI năm 2021, Bình Dương là địa phương đứng đầu vùng Đông Nam Bộ và đứng vị trí thứ 6 cả nước thuộc nhóm được đánh giá tốt trong bảng xếp hạng PCI. Chúng tôi nhận thấy môi trường đầu tư tại Bình Dương có hai lợi thế. Trước tiên là Bình Dương có những chính sách và hành động kịp thời phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ sản xuất, phê duyệt giấy phép nhập cảnh đặc biệt cho người đi công tác và nhanh chóng triển khai tiêm vaccine phòng bệnh để giúp công ty yên tâm hoạt động sản xuất. Thuận lợi nữa là nhiều nhà sản xuất cũng đang tiếp tục đầu tư vào Bình Dương, góp phần phát triển chuỗi cung ứng để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả. Đồng hành cùng doanh nghiệp, Bình Dương luôn quan tâm hỗ trợ cho sự phát triển doanh nghiệp thông qua cải thiện môi trường đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cung ứng nguồn lao động cho doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Khắc phục điểm nghẽn về giao thông, nhiều tuyến đường trọng điểm đã và đang được đầu tư nâng cấp mở rộng. Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 đã được khởi công xây dựng, khi hoàn thành không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải, giải tỏa áp lực giao thông mà còn mở ra cánh cửa để Bình Dương phát triển, thu hút đầu tư trong thời gian tới. Đầu tư là cải tạo mở rộng quốc lộ 13 để là nó tăng cái cạnh tranh cũng như là trong cái thông thoáng trong giao thông trong thời gian tới. Thì đứng về góc độ tỉnh thì sẽ trong thời gian tới là sẽ tạo điều kiện tối đa để cho chủ đầu tư thực hiện tốt cái công tác là triển khai cái dự án để hoàn thành sớm đưa vào sử dụng. Với các hoạt động cụ thể tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, Bình Dương luôn được đánh giá là một trong những tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế xã hội, phát triển công nghiệp và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.